Trời ơi, sau 5 tháng, hơn 5 tháng các bạn ơi, được ngửi cái mùi bún bò mà cảm thấy hạnh phúc quá trời luôn. Thơm ngào ngạt các bạn ạ, mặc dù là rất là ít rau à, mình mong chờ là sẽ có một đĩa rau hoành tráng nhưng mà rất là ít rau. Thế nhưng mà cái tô bún bò thì rất là bự chà bá luôn và mùi rất là thơm. Mình sẽ ăn thử để xem như thế nào nha. Mình đang đi tìm cái quán bún bò Huế các bạn. Ở đây có một cái nhà hàng Việt Nam mình tìm đấy ở trên Instagram. Thế là bây giờ mình sẽ đi tìm bún bò Huế ăn thử. Sau hơn 5 tháng không ăn món Việt Nam, bây giờ sẽ đi tìm. Mình đang đi theo Google chỉ, thì Google bảo là từ đây đến đấy khoảng hơn 3 cây số. Bây giờ thì trời đang rất là nắng to, mình vừa mới đi chơi đảo về, cũng không muốn ăn thêm gì nữa đâu. Nhưng mà nếu mà đi từ đây thì đến cái nhà hàng đấy sẽ gần hơn và cũng tiện nữa, nên là mình quyết định đi. Trên đường đi thì sẽ gặp cái nhà của ông vua Ottoman, ông ở đây, cung điện đấy các bạn, rất là hoành tráng. Nhưng mà cái cổng này không có vào đâu, phải đi vào cái cổng phía gần với cái sân vận động ấy. Đó, mình tìm thấy cái tên đường ấy rồi, thì chắc quán nằm đâu đó ở trong này thôi. Cái khu này cũng rất là thích, cũng có một cái nhà thờ Hồi giáo rất là nổi tiếng. Đây rồi, mình đang đứng trước cái nhà hàng Việt Nam đây, nhà Ginza Ginza, cái bảng Việt Nam Japan nhỏ xíu xíu bên tay phải các bạn, ở dưới đây nhà Ginzi Ginzi noodle phở. Đã tìm thấy nhà hàng phở ở đây, bây giờ đi vào ăn thử. Không gian của quán rất là nhỏ các bạn. Đây là một phần ở trên tầng 2. Ở dưới bếp, ở dưới đất thì họ sẽ làm bếp các bạn. Ở trên này thì trang trí vừa kiểu Nhật vừa kiểu Việt Nam. Quán rất là nhỏ xinh thôi. Mình đang ngồi gần ký biển Việt Nam Mi đây. Mình có hỏi cái bạn nhân viên ở đây thì bạn ấy nói là quán này cái chị chủ quán là người Việt và người nửa Việt nửa Mỹ. Chị làm ở đây thì chị kết nối được với khá là nhiều người Việt Nam ở đây ha. Vietnam ở đây, Vietnamese not too many. A small community. Maybe like not as many as người like Koreans and Chinese. Chinese thì nhiều hơn, mà Koreans probably the most. Vietnamese thì mấy trăm, maybe mấy trăm người, I don't know. Nhưng mà cũng ở giải rác chứ không có tập trung ở Istanbul. No, they come together, but I think mostly different groups. Like maybe từ bên Việt Nam, especially North Vietnam, there's a larger group. They have activities and events and stuff together. And then có nhiều, maybe one group, younger people from America. They're married to like Turkish men, so they group together. I don't know there's like one big large community, but they do get together and cook and eat and stuff. They có nhóm, nhưng mà chị chuyển từ Bodrum xong chị chuyển lên Istanbul thì chị có cảm thấy khó khăn gì không? Yeah, it's very calm. Dọn ở đâu cũng khó. You know, my daughter and I and Eunice, during the pandemic, everyone was running, chạy vô trong Bodrum đó. Tụi này chạy ra. I came into Istanbul because I kind of knew. Sao thế?
mình phải bỏ hết chỗ sa tế này vào trong mới được. Ớt đỏ, rau thơm, và đĩa rau của họ là chỉ có rau, một chút rau giá này, bắp cải tím này, hành tây các bạn. Mình là đạo rau mà họ cho có một xíu rau thôi, nhưng mà cũng phải thông cảm bởi vì là bên đây rau không có gì cả. Và rau giá nếu như họ không tự làm được thì họ sẽ phải mua rất là đắt. Cũng rất là ngon các bạn. Mặc dù là không được đậm đà như kiểu vị bún bò ở Việt Nam, nhưng mà mình thấy cũng rất là ngon rồi. Bởi vì ở bên đây mình nghĩ là gia vị không có đâu các bạn. Mình cũng đi nhiều cái siêu thị của châu Á các thứ để tìm mua gia vị, nhưng mà cũng không có để nấu đâu. Phở thì mình có thể nấu được, nhưng mà bún bò thì chịu thôi. Thế cho nên là mình đến đây là mình phải chọn ăn bún bò. Và đặc biệt là nhớ cái sợi bún ghê. Cái sợi bún to to như thế này. Ngon dễ sợ luôn. Sau hơn 5 tháng được ăn món Việt Nam, cảm thấy ấm áp vô cùng. Vậy là nếu như lần sau các bạn mà đi du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ ha, mà có thèm ăn món Việt thì tới đây nha. Và đặc biệt ở quán này họ có cả karaoke các bạn. Karaoke thì một tiếng đầu thì được hát miễn phí, một tiếng sau thì phải mất tiền, nhưng mà phải đặt trước nha. Bạn nhân viên ở đây người Indonesia đến từ Bali. Mình có nói chuyện với bạn ấy là biết là bạn ấy đến từ Bali. Bạn có hỏi mình biết Bali không? Mình bảo mình có biết, mình đã đến Bali cách đây 5-7 năm trước rồi. Rất là ngon các bạn. Họ rất là nhiệt tình, cứ hỏi đi lên xuống hỏi mình mấy lần có cần gì thêm không. Thế là mình bảo là hơi ít rau, có thể cho mình thêm rau được không? Thế là họ cho mình đây các bạn, thêm rau giá. Rau giá này mình có thể tự làm được, nhưng mà lâu rồi mình không có làm, tại vì mình không có nấu phở nên là mình không làm. Khi nào mình định nấu phở thì mình sẽ làm rau giá. Chỗ này cũng khá là nổi tiếng rồi các bạn ha. Nhà thờ Hồi giáo này. Từ đây đi vào cái con hẻm ở giữa cái nhà hàng Mado với lại cái nhà hàng Verzis. Cứ đi thẳng vào. Có thể đi từ hai hướng ha, sẽ đều tìm thấy nhà hàng.